Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình qua Trung An để giao lưu với kênh của anh bạn Bảy Gắn Cần Thơ nha. Thì đây, thì hôm nay mình qua mình giao lưu với kênh của anh. Hi, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình cùng đi thăm bảy với anh Dương Săn Bắt Sông Hậu các bạn. Thì hôm nay lớn các bạn, thì các bạn cũng vô ủng hộ mình và kênh Săn Bắt Sông Hậu cũng vậy ha. Rồi chúng ta mời các bạn cùng đi thăm bảy với hai anh em chúng tôi. Rồi chúng ta bắt đầu đi thăm bảy nha cả nhà. Thì để tránh mất thời gian thì anh em mình sẽ cắt bớt những cái bẫy nào không dính, mình sẽ cắt bớt để tránh thời gian nó dài quá nên các bạn xem nó nhàm chán. Thì bẫy nào có dính mình sẽ bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi thì mình theo chân anh đi thăm bẫy thôi. Rồi, cái đầu tiên nha cả nhà. Cái đầu tiên chắc là các bạn ạ. Rồi, sẽ tới cái tiếp này có dính rồi, quay cho bạn xem nha. Rồi, cái đầu tiên không dính cả nhà. Đi tiếp thôi. Rồi, anh bảy tiếp theo cả nhà. Rồi. Rồi đến cái tiếp theo cả nhà, cái đầu tiên nãy anh em mình thăm dính này tới anh bạn anh thăm rồi sau đây. Hy vọng là bữa nay trời nắng nè, hy vọng là kinh anh có trúng nè. Rồi, quất luôn các bạn. Rồi, cái này không như dính này cả nhà. Cái này thăm bảy cũng chúng à, các bạn. Đây này gắn nó vô đẻ hết rồi. Cho nên thường là thắt nhiều. Dạ. Hy vọng bữa nay là chúng các bạn. Rồi mình đi tới bảy tiếp theo thôi. Rồi, bây giờ mấy cái phần dính này. Bạn ơi, anh thăm cái này xem sao nãy giờ không dính nha. Dính kẹt đầu nha cả nhà. Rồi dính chuột còn nguyên luôn. Rồi để mình ốp máy mình xử lý cái này cũng được các bạn ơi. Bỏ mình lại luôn. Rồi nó kẹt đầu còn chuột ha anh? Còn chuột. Rồi còn chuột để anh xử lý nha cả nhà. Tiếp tục đi thăm cái khu vực khác cả nhà. Này thất thù quá. Ông anh kinh Bảy Gắn Cần Thơ đang đi trước. Mình theo chân anh thăm còn mấy cái nữa mấy bạn. Có mình. Các bạn. Ồ, vừa thu hoạch rồi các bạn ơi. Ồ, các bạn thấy không? Chạy lên nè. Con hình này to nha các bạn. Hồi lưỡi đó lòm luôn. Ồ, cắn này bự các bạn ơi. Dột, dột. Vớt cái hồi chót, có lý quá các bạn ơi. Giờ đây bắt cho con xem luôn. Một em hoa hành nha cả nhà. Anh lại bắt đi anh. Mở ra cho bạn xem nha. Đây, bữa nay lên mình ra tay làm thợ lợp nha các bạn. Không gà mình chơi lứ rồi, giờ mình chuyển qua này nha. Chuyển qua giao lưu chứ mình không có đặt nha. Mở ra. Để anh dự kinh Săn Bắt Sông Hậu bắt cho các bạn xem nha. Bắt lớn quen rồi, bắt này hơi dụng dễ chút nha các bạn. Bảy lớn thì dễ đó, giờ chưa bảy này trời ơi to quá rồi. Sao còn chuột trời, gắn bự quá, sao còn chuột trời. Gắn này tu. Gì hả? Gắn bự quá các bạn ơi. Quá im rồi. Gắn này đi, 800 gram nha các bạn. Đi từ hồi sáng tới giờ mấy bạn, giờ này mới gặp được con còn mừng quá các bạn ơi. Quá đã. Phải vậy ha. Rồi vậy đó. Làm cho hơi chạy chuột luôn đi.
vậy là mình cũng muốn có nghề được nè. Con này giác gắn nhất ha anh. Dù gắn nhất bám gần ra mà. Chà, điện tính nha. Lấy ghim nhỏ anh. Lấy ghim nha. Lại đáng chủ chạy ra cái mất tiêu rồi. Lấy nhỏ anh. Rồi vậy đó, đùa đùa ra đây rồi. Tay gian gian chụp lại. Ừ. Đó rồi, rút 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 cây rút cây cây. Rút cây cây ở. Em mấy bạn mình cũng nhìn ở đây các bạn. Ờ cái chừng nó chạy ra. Cho một tấm hình ảnh luôn các bạn. Do anh này, do anh này cỡ 800 gram nha các bạn. Xuống à. Đã. Đi từ sớm giờ cũng thuộc, có thành quả ngắn nhất rồi nha cả nhà. Dở cái túi lưới lên rồi vô túi lưới cái này. Trời. Một em đầu tiên nha các bạn, nãy giờ kẹt đầu 2-3 con mà không có quay các bạn ơi. Chết rồi. Thấy anh cọc cái túi gắn thấy chuyên nghiệp không các bạn? Cột chuyên nghiệp chưa, bảy này chưa chuyên nghiệp mấy bạn. Rồi, rồi vào vỏ rồi mình à, mình thu vô ốc máy các bạn ơi. Rồi tới cái tép mình sẽ thầm quay cho các bạn xem cái này mình luồn này mình cuốn luôn các bạn. Luồn này không, ngày lâu quá không chạy, bữa nay đi cuốn nó chạy con gắn gì đó. Có không? Có. Ừ, có hàng, có hàng. Cái gửi không? Có cái gửi không? Luôn cái lợp chắc ở đó. Mọi mọi lợp ra cho mọi lúc mọi lợp. Đây đây. Con này cũng được, được. Mà có đỡ hơn không mấy bạn ơi. Quá trời luôn các bạn, bữa cỡ này là như nó gắn nó đi yếu các bạn ơi, vừa quá. Tháng này là gắn nó vô đẻ hết nha các bạn, hy vọng là tháng sau gắn lớn nó sẽ ra nó ăn, tháng sau là có gắn lớn cho các bạn xem luôn. Trời con gì trời. Ý con này con gì hết trời. À cái con gì ngô ta. Ghê ta. À, để coi con này gì vậy. Coi chuyện nó bay táp không nè. Láo hả? Con này thời tiền sử tới giờ còn hả gì mấy bạn? Con gì trời. Mấy bạn nhìn con này là gì? Nó có đầu không? Không. Không. Ngộ ta. Ừ, nó thả xuống đây. Nó dài quá. Nó lạ quá ta. Nó dài mà nó không có đầu. Trời ơi con kìa các bạn. Nó như giống cộng như thun mấy bạn. Thằng ơi. Nè mình kéo nó giãn ra giãn luôn nè. Con gì trời. Con có chuyện nó cắn không trời. Này giống như con dắt mà không phải con dắt các bạn ơi. Con này con gì trời. Em mới nhìn em cũng nghĩ là con dắt không à. Bạn nếu biết con này con gì đó bình luận cho mình biết nha. Rồi. Rồi. Bây giờ xử lý con gắn này mới được. Thôi ơi. Con chuột mình nuôi nó giết mà bự chà bá mấy bạn. Anh lấy cái bẫy ra đi. Lấy cái bẫy ra để cái này xuống rồi. Lật cái bẫy về bao cái sạch lên khám phá cái con này cho các bạn. Bạn xem nó lạ ta, nó dài với ta. Con này gớm rồi trời. Ừ. Phùng mang nè, phùng mang các bạn. Con gì trời. Con đó đó gì cũng chưa thấy nữa đó, mới thấy lần đầu tiên. Ôi. Con gì đó. Đến. Có độc không ta? Con này có độc không trời? Cho mấy bạn comment xem cái con gì cho mấy anh em mình biết nha. Con lạ thiệt.
khoan, bắt con rắn nó để cho bố ăn thêm luôn. Mình xử lý cái ca này nha. Rồi, thấy mình lên nghề được chưa mấy bạn? Này anh theo anh bắt rắn đường dài clip nữa là anh trở thành cao thủ của bẫy rắn luôn anh kìa. Giờ mình bẫy rắn gắn bằng lưới nè mấy bạn, giờ mình đang học hỏi kiểu làm gạch nè mấy bạn. Lưới cái này trốn không anh? Lưới dính cũng được mà, dính gắn lãi không ngựa đâu, không mà anh không dính thủ hành này. Dư này bên kinh săn bắt sông Hậu Tư Quyên nha các bạn. Thì các bạn vô xem thì cũng qua xem kênh mình thấy ủng hộ ha. Rồi xong vô lưới rồi mình sẽ hai em nha các bạn. Ồ, cũng nha các bạn, có em cũng nha các bạn. Và để mình đi thăm tiếp tục nữa các bạn. Rồi anh em mình đi thăm tiếp tục nha cả nhà. Nãy giờ cũng được hai em à. Tôi tự gì chứ nó gắn thì mời nó lắm. Tiếp tục cái nữa cả nhà. Chết đâu không kẹt hả? Lỗ gần khúc luôn các bạn ơi, này gần khúc đất cái nó luôn quá. Lỗ gần khúc được bạn. Đây. Trời vô chú chuột thử banh chành luôn mà. Chuột đặt kia không chính mà bự bắp tay bạn. Kẹt đâu luôn. Cắn lưng gắn rồi. Banh chành lưng rồi. Cắn chết luôn gắn rồi. Ui thúi quá. Đó quái mình xử lý cái này đi các bạn. Rồi đi thăm bẫy gắn phát hiện ổ ông rùi luôn nghe cả nhà. Có ông anh ông leo bên ngoài ông bắt luôn, cao thủ bắt của ông rùi nữa nè, anh đang bắt ông đang phả thuốc và khói thuốc cho nó bay đi cho mình cắt đó nè. Mặt không anh? Có mặt mà ít nha nhà. Rồi để anh đem xuống bấm máy cho các bạn xem nha. Được cục mặt nhỏ. Thủ quá của ông nghe cả nhà. Có mặt mà anh. À. Okay. Anh em mình đi thăm bẫy nãy giờ mệt quá, uống nước dừa luôn cả nhà. À, này hai trái nó cũng nó quậy gãy quậy nè. Gãy cuốn á. Ờ nó quậy gãy cuốn nè các bạn. Nó rớt ra luôn. Dừa nó bị mục quá. Cái dừa nè các bạn thấy không, cái da nó bị mục kìa. Cái mục vàng ấy có quay đâu hết lại quay luôn. Rồi, đây mình cũng đã kết thúc rồi. Cái thành quả mình cũng các bạn ơi. Mấy con cạc đậu chết. Thì clip mình đến đây cũng kết thúc ha. Các bạn xem thấy hay thì vô like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha.
Rồi chào các anh vui. Xin chào tất cả các bạn nha. Này là hai anh này là kinh săn bắt sông Hậu các bạn. Thì vô các bạn vô xem thì ủng hộ nha. Chào các vui quá. Chào nha. Rồi cho anh em kinh săn bắt sông Hậu TV mình kết thúc clip này nha. Rồi, đây mình chạy về nhà của anh bạn mình về bến. Thì thằng Bá nay được 4-5 con mà nó bị kẹt đầu rồi. Còn được 2 con cả nhà. Rồi xin chào tất cả các bạn clip này nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ ủng hộ kênh Săn Bắt Sông Hậu TV cũng như kênh Bảy Gắn Cần Thơ nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tới nhà của anh với chị kênh Bảy Gắn Cần Thơ rồi cả nhà. Các bạn thấy chỗ phía trước này thấy quen quen không? Đó, đây là đồ nghề của ảnh nha cả nhà. Cái phía trước này rất quen ha. Đó, thôi được rồi chị. Thì, do bà chị ở nhà làm đồ ăn nên là chị không có đi theo được nha. Thì mình quen biết bà chị cũng nhờ bà chị mới phát hiện được một tên mới nữa là gắn hổ nắp. Mình nghe hổ ngựa nè. Rồi kinh Ca Cường thì hổ chó gì đó, rồi kinh anh Võ Minh Phụng là hổ hán gì đó, rồi bà chị tôi phát hiện là hổ nách. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quá. Đó, phát hiện kinh mới thì do bà chị là ở nhà làm đồ ăn nên không đi theo kinh của anh em mình để thăm bẫy được. Thì hẹn bà chị lần sau. Thì cả nhà cũng ủng hộ, chị cũng mới làm thêm một kênh nữa là nữ săn bắt vlog hả chị? Kênh nữ săn bắt vlog. Thì rất mong cả nhà ủng hộ anh em mình. Thì ủng hộ kênh Bảy Gắn Cần Thơ, nữ săn bắt vlog cũng như là kênh Săn Bắt Sông Hậu TV để anh em mình có thêm động lực như tinh thần làm những video tiếp theo và hay hơn nữa. Hẹn chị cái clip sau, thời gian sớm nhất tụi em sẽ qua giao lưu với anh với chị nữa. Vậy rồi để thời tiếp sau mình xuất hiện lên kênh của em mình nha các bạn. Chào các bạn luôn nha. Rồi thôi cho anh em mình kết thúc cái clip đây cả nhà. Cả nhà nhìn thấy phía trước này thấy quen quen ha. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.